lên hỏi ông trời, làm phàn chị Kính hết đời được không? Ông trời, ông bảo là không, làm phàn chị Kính tới khi lấy chồng. A hi hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với chị Kính Đố Vui nha. Không biết các bạn đã xem video và là fan của chị Kính Đố Vui bao lâu rồi nhỉ? Chắc là chỉ 1 đến 2 tháng thôi đúng không? U là trời, hôm qua chị Kính thấy có nhiều bạn fan của Gãy TV đã nói là fan của Gãy được mấy năm rồi luôn á. Quá đỉnh luôn đúng không? Thế thì hôm nay chị Kính sẽ làm một video về một thành viên lâu đời của Gãy TV để xem bạn có phải là một fan lâu năm của Gãy không nhé. Get go! Câu 1, Minh Hiếu và Việt Hoàng, ai tham gia vào Gãy TV trước? Vẫn biết 4 thành viên làm nên tên tuổi của Gãy TV là Minh Hiếu, Quốc Tuấn, Thị Nhung và Phương Thảo. Thế nhưng, ít ai biết được sự thật rằng Việt Hoàng tham gia vào Gãy TV trước Minh Hiếu. Sau khi anh Hiếu vào Gãy một thời gian, thì anh Hoàng có gặp một số vấn đề về cá nhân nên phải tạm nghỉ. Từ đó chỉ còn anh Hiếu, anh Tuấn, chị Nhung và chị Thảo. Thế trong 4 thành viên này, thì ai là người vui tính nhất team nhỏ? Có thể thấy một Minh Hiếu rất nghiêm túc với công việc, nhưng ngoài đời thì cực kỳ nhây và vui tính. Khi đi quay, anh Hiếu luôn là người trêu chọc tất cả các thành viên trong đoàn phim, đặc biệt là một người em vô cùng thân thiết. Bạn có biết giữa Thị Nhung và Phương Thảo thì anh Hiếu thân với ai hơn không? Trong các vai diễn ăn ý hiếu thảo của Gãy TV là đây. Không chỉ thân trong phim mà ngay cả ngoài đời, anh Hiếu và chị Thảo cũng rất thân thiết, hay trêu đùa khi đi quay và ca khịa nhau trên Facebook, giống như hai anh em ruột, chứ không chỉ đơn thuần là bạn diễn. Bạn và anh chị em của mình có thân thiết như anh Hiếu và chị Thảo không nè? Câu 4 tiếp theo sẽ là một câu hỏi được rất nhiều các bạn fan quan tâm, thắc mắc, thậm chí còn là vấn đề khiến các fan tranh cãi với nhau. Đó chính là anh Hiếu sinh năm bao nhiêu? Nếu các bạn xem các bài viết trên mạng nói về năm sinh của anh Hiếu thì chắc chắn sẽ thấy rất nhiều bài viết nói rằng anh Hiếu sinh năm 1988, năm nay đã 34 tuổi. Thế nhưng, là một fan mới gia nhập vào team Gãy, chị Kính đã xem hết các video của anh Hồ Việt Hoàng. Xem không sót một bài viết nào trên Facebook của anh Minh Hiếu thì đáp án chính xác là anh Hiếu có sinh nhật vào ngày 11 tháng 10. Còn năm sinh trên giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân khác là năm 1998. Thế nhưng, như anh Hiếu chia sẻ, thì thực chất anh ấy sinh năm 1997, cùng tuổi với anh Hồ Việt Hoàng nha. Ủa, mà bạn có thấy sinh nhật của anh Hiếu quen quen không ta? Ủa bạn, anh Hiếu có cùng sinh nhật với chị Nhiên hay chị Thảo? Chị Thảo chỉ cần nhìn phát biết liền anh Hiếu có cùng sinh nhật với công chúa Thảo Lê đúng không nè. Nhưng mà chị Thảo là 11 tháng 10 năm 2001 nha các bạn ơi. Bảo sao mà anh Hiếu và chị Thảo lại có tính cách khá giống nhau và chơi thân với nhau như vậy? Chắc là do hai anh chị có cùng cung hoàng đạo đấy. Đố bạn, chị Thảo và anh Hiếu thuộc cung hoàng đạo nào? Cho trước cả ngày sinh mà lại không biết đáp án là Thiên Bình thì bạn không phải là bà Hoàng trong làng cung hoàng đạo rồi. A hi hi, những người sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10 đều thuộc cung Thiên Bình. Nổi tiếng là cung hoàng đạo sở hữu sắc đẹp, trí thông minh và khéo léo, lại còn có vận mệnh tốt, dễ thành công, may mắn trong công việc và tình yêu. Bởi vậy mà anh Hiếu cũng đã tìm được cho mình một mối tình tuyệt đẹp rồi đấy. Bạn có nhận ra đâu là vợ anh Hiếu không nè? Đây chính là hai bà vợ quốc dân của Gãy TV không nhỏ. Xin trân trọng giới thiệu, đây là chị Linh Chi, vợ của anh Hồ Việt Hoàng. Còn đây là chị Hảo, vợ của anh Hiếu nha. Anh Hiếu là một người yêu vợ thương con hết mực, luôn đăng tải những bức ảnh về vợ và con trên Facebook cá nhân. Nếu bạn là fan cứng của anh Hiếu và thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về anh Hiếu, thì bạn có biết anh Hiếu và chị Hảo có bao nhiêu em bé không ta? Năm
2019, gia đình Hiếu Hảo hạnh phúc đón em bé Bắp chào đời. Và năm 2022 vừa rồi, anh Hiếu và chị Hảo lại đón thêm một thành viên mới có tên là Gạo. Đố các bạn biết em Gạo là em trai hay là em gái nha. Bạn nào biết thì bình luận ngay xuống phía dưới video. Còn bạn nào không biết thì sang câu tiếp theo. Đố bạn, bé Bắp có tên thật là gì? Cùng tên với em Bắp không nào? Em Bắp có tên thật là Hoàng Khánh Chi, sinh ngày 30 tháng 10 năm 2019 và thuộc cung bọ cạp đấy. Sau này em Bắp chắc chắn sẽ là một cô gái thông minh, bản lĩnh và thành công giống như bố mình đúng không nè? Vậy còn em bé Gạo, có ai biết tên thật của em Gạo là gì không nhỉ? Ai biết thì nhớ bình luận cho các bạn khác cùng biết với nha. Câu 10, quay trở lại với ba Hiếu, bạn có biết anh Hiếu và anh Nhật Dương ai hát hay hơn không? Còn được gọi là Dương ca sĩ, thế nhưng giọng hát của anh Nhật Dương vẫn chưa là gì so với anh Hiếu đâu. Trước khi là một diễn viên chuyên nghiệp của Gãy TV, anh Hiếu còn thường xuyên đi hát tại các quán cà phê, phòng trà nữa đấy. Đủ thấy giọng hát của anh ấy hay như thế nào rồi, đúng không các bạn fan gái ơi? Nhưng mà ca sĩ không phải là đam mê và ước mơ của anh Hiếu các bạn ạ. Đố bạn, ngoài làm diễn viên thì anh Hiếu còn có ước muốn trở thành một streamer hay là TikToker? Streamer Minh Hiếu hello anh em. Ngoài làm diễn viên, anh Hiếu còn rất thích làm một streamer, là một game thủ không tầm thường. Bạn có biết anh ấy thường hay chơi game gì không nhỉ? Chứ chị Kính thì thường chơi Liên Quân Mobile và Play Together nha. Bạn nào muốn chơi cùng chị Kính thì nhanh tay tham gia nhóm Zalo chị Kính và fan bằng đường link bên dưới phần mô tả. Sau đó kết bạn với chị Kính nhé. Câu 12, biệt danh của anh Hiếu là gì? Biệt danh của anh Hiếu là gì thì nhanh tay bình luận xuống phía dưới video để xem có bao nhiêu bạn biết được biệt danh của anh Hiếu nhé. Và video sau, bạn muốn chị Kính khám phá về idol nào thì cũng đừng ngại mà bình luận hoặc inbox qua Zalo chị Kính nha. Video khám phá về anh Hiếu Gãy TV ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và subscribe kênh chị Kính Đố Vui nhé. Yêu các bạn fan rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!